Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong tuyên truyền và thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng với các cơ quan báo Đà Nẵng và Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Trong đó, việc phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy khối với báo Đà Nẵng và Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng tập trung vào những nội dung gồm việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy khối, định hướng dư luận xã hội, tổ chức các lớp học bồi dưỡng cho đội ngũ cấp ủy cơ sở, lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng, đảng viên mới, tuyên truyền thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tăng cường vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt cấp ủy các cấp, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, tuyên truyền, lấy ý kiến góp ý vào quá trình xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, của Thành ủy, quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, kinh nghiệm của các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ khối về công tác xây dựng Đảng, tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu, cách làm mới hay trong triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, mô hình dân vận khéo, cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.